Chào cả nhà đã trở lại kênh An Nhỏ Miền Quê nha. Từ sáng giờ á, mình gọi điện mình kiếm anh Hải mà không có gặp. Giờ mình chạy xuống nhà anh Hải luôn. Từ nhà mình xuống nhà anh Hải thì đi xe khoảng 5 phút. Mình có mấy cái mận mình đem cho anh Hải mà mình kiếm được. Giờ mình xuống tới nhà thấy đóng cửa rồi. Để mình coi anh Hải ở đâu nha. Anh Hải ơi, không biết đâu mất tiêu rồi. Giờ mình đi ra vườn kiếm anh Hải nha. Mình nghe dục ạch ạch chắc là anh Hải đang móc vùng á. Nước ngập mấy cây cầu dừa nó trơn quá trời luôn. Úi da, cái bờ này cao mà nước không ngập nữa. Ủa anh Hải đâu mất tiêu nghe ạch 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 mà không thấy đâu ta. Anh Hải ơi, anh Hải ơi, mình đi tìm anh Hải là ở bờ cái bên đó, cái nhà không có cầu gì á. Giờ mình phải lội qua bên đó nữa. Mình thấy cái đầu anh Hải ở dưới mương rú lên mà mình kêu anh không có nghe. Giờ mình phải lội qua nữa nè. Đất ơi, cái cổ ấy da, chắc ngập đầu quá á, lạnh quá. Bây giờ là 11 giờ trưa cả nhà. Trời nắng mình chạy còi còi đi mệt muốn chết luôn ạ. Mình tưởng đâu anh Hải đi đâu luôn à. Chết mà cô. Cho mấy cái mận kìa. Thấy cái lòng không qua cái mận chạy đi giữa trưa rồi. Sáng giờ anh làm được nhiều lỗ đó đó hả? Đâu có, ở dưới kia khoảng 3-4 mét dưới rồi, mới chạy lên đây nè. Nghe đó đó. Trời ơi, cái mương này quá trời bùng luôn ha. Cái mương này lâu rồi, không có sẵn. Ngồi cho em sẵn thử coi. Người bự mà sao cái gào có chút vậy? Gào vậy chút vậy? Gào bằng gào của người ta thường sắn mà. Em thấy cái gào người ta dài lắm mà. Không có. Gào dài nè. Đâu có dài dữ vậy? Người ta con cảo rồi má ơi. Ôi sáng anh ăn cơm cho mình đi mất bụng. Sáng về nấu cơm rồi ăn rồi. Mà hình chưa có bét thân. Trời ơi coi nay có bộ đồ đi mất bụng đẹp dữ ha. Đâu dục cái đó lên rồi cho em coi cái cây. Nè, rồi cục mỡ luôn nè. Trời ơi, áo này áo cách tân. Người ta áo dài cách tân, còn anh Hải của mình áo ba lỗ cách tân như cái nhà. Ở này mua ở đâu, bữa nào mua cho em bộ em đi móc bùn với. Mua đi về thiết kế cho, design lại cho, thiết kế lại cho. Biết không, để chỉ cho. Sáng sao? Đây nè, để xuống gì phải không? À, vô chân. Nè, thấy không? Cục trình nè, thấy không? Rồi. Cái dục vậy nè. Thử cái nữa này nha. Rồi. Nè. Đó. Rồi. Đem thử đi. Trời 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 trời, xuống tới chỗ ngập đầu còn đâu thải. Vậy gần sao anh không chỉ anh đi xem biết đường làm. Nhỏ thôi. Đấy. Nào dục lên. Tay nào thuận tay nào, tay mặt phải không? Nè, tay trái gặm đây, tay mặt gặm đây. Tay trái gặm đây, tay mặt gặm đây, vậy sao dục? Em thuận vậy nè, em thuận vậy nè. Ủa vậy cũng được. Vậy sao ta? Vậy hả? Cầm vậy hả? Mới sắn mà sắn cục nhỏ thôi. Đè xuống. Sao đè nổi? Rồi, lên lên sắn cục nhỏ thôi, cục bự là liền không nổi à, bắt đầu bắt sớm vậy nè. Gọi tiêu rồi. Tự nhiên á, nghiêng nó tuột xuống. Mình mới tập mà mình sáng như đây rồi cả nhà, để sáng nặng quá dục lên không nổi. Vậy là đây đó. Nói người ta cái gào nhỏ xíu. Mình cứ nghiêng cái mũi nó xuống, nghiêng cái mũi nó xuống là nó bị vậy phải không? Rồi. Rồi. Dục lên bờ hả? À. Trời ơi. Vậy, cái gào này là còn đòi cái gào bự thêm. Dục hai cái mệt muốn hả hậu nè, rồi. Nè, cái này nè. Nè, thấy không? Nè. Nè. Đó, vậy á. Vậy nè. Nó nhẹ nhẹ thôi. Thấy không? Vậy nè. Ở dục có hai cái mệt. Dài tự dưới lên đây luôn mấy ngày vậy hả? Ngày móc mấy thước vậy, 3-4 thước vậy á. Rảnh thì móc. Trời ơi. Dục có 2 cục còn cũng mệt. 2 cục bằng hơi. 2 cục bằng cục cái chim nữa. Vậy chứ em có chút xíu anh kia móc cục bự chắc anh thải em lên bờ luôn à. Vậy mà tham còn nói cái gào này nhỏ. Trời ơi nó mệt. Bởi vậy có móc rồi mới biết cái người móc cũng mệt tới cả nào. Đúng không? Mệt kinh khủng luôn, nó làm như bị móc nè, móc nãy giờ chưa nghỉ ngơi luôn á, nó cũng như là đó 3-4 thước, đây tìm thước mấy 2 thước nữa nè. Trời ơi. Cái con này máy dầm nhiều quá anh hả? Ừ, máy dầm nhiều chặt á, mới mốt lên vậy mà nó không, nước mặn nó không chết nha. Ngộ ha. Dạ. Cái con này máy dầm nhiều nữa nuôi tôm hơn nè. Trồng cây máy dầm ngon hơn trồng lá á. À, hồi xưa hồi nhỏ cái cây máy dầm nó chẻ ra cái làm ổ bánh mì, anh có chơi đó không? Cây máy dầm có, mà cây máy dầm này là người ta cũng như người ta hái lá, người ta ngâm vô, chế nước vô á, trị bệnh khớp á, cũng như bỏ ít vô cái chế nước vô uống như nước trà vậy á. À. Hổng thấy trong tiệm người ta, cái người kia người ta uống á. Đâu cái màn đếm mưa đem để vậy á. À, hồi đi lên bờ cái mình mang vô cái mình khỏi sợ đập gai, sợ đập gai á. Chứ đâu có màn xuống chưa? Sợ đập gai, sợ đập cứt. À, ở đây có đâu đạp má. Ôi, bà dừa đụng thấy gì bên kia? Cái dừa. Ôi, mười mọc cái máy không nghĩ anh hả? Chuẩn bị nghỉ về cơn, nãy giờ móc cũng nhiều rồi, nãy giờ móc 6-7 mét rồi. Ngày móc vài mét vậy á. Dạ. Ủa cái con dao. Con dao nó bé lắm. Nè, tay đưa nữa, cầm luôn cho. Coi cầm được. Nó đi. Tự mình đi không được. Cầm vô. Trời đất ơi. Thấy chưa? Trời đất ơi. Mang dép. Còn cái quần không lấy lên. Trời đất ơi. Mắc cái chứ bụng. Rồi, đi lên. Dạ. Trời đất ơi. Đi còn không giữ, nó có đâu móc bụng. Ở cây này giống cây mùa u quá nè anh Hải. Cây mùa u quá. Cây u quá. Cây này giờ hiếm thấy nè. Thì mà nó lâu lắm đó. Cây đó cắt làm bánh đồ ngon cho nó mà cắt nước. Cái trái của nó hồi nhỏ thì mình cắt ra mình phơi. Phơi cái mình xỏ sâu mình đốt. Xả sâu mình đốt á. Bằng đêm được á. Hồi nhỏ em hay chơi này nè. Hồi nhỏ ở đây cũng chơi suốt mùa cái đó. Bạn giờ lâu quá rồi không có trái mùa u để cắt xả sâu nữa. Giờ lớn thì còn chơi gì nữa xả sâu. Nít giờ đâu có đứa nào biết cái trái mùa u mà xả sâu chơi đâu. Lúc vừa anh Hải mắc lạnh đã vậy. Nước nhập thế ghê ha. Này đâu xuống bớt đỡ ha. Tao quên rồi. Kìa, ở đó có cây bông mui á, để thấy ghê luôn á, màu tím đó. À, thấy không? Cái đó người ta không phải kêu bông mui mà còn một tên gọi khác nữa. Cái gì? Cái sim cái gì á, sim rừng. Sim rừng. Ngọt nữa. Ăn ngon lắm á. Để em lại em ăn thử thì có trái chín mà không? Người ta đồn nói là con rắn nó đuôi trong đó phải không? Rắn lục á. Thôi vậy. Không? Thôi vậy em không ăn. Nghe đồn vậy thôi chứ không biết nữa. Đây nè, cái trái sim này nè. Này là cái sim chín rồi nè, sim tím nè. Cái đó là quá chín rồi đó. Quá chín thì nó ra màu tím nè. Nè nó tím cái tay rồi luôn nè. Nó tắn cái đầu nó, cái hột nó. Còn cái này là sim này còn ấy nè. Cái trái đó còn non, chưa chín. Đây, ở trong nó có đẹp quá ha. À, cũng chín rồi ha, mà chưa bung ra thôi. Đỏ ha. Tại cái tay mình nãy móc bùng á nên là bị dơ á, không dám ăn. quá trời trái luôn á mày. Cái cây này bông hoa nó nhiều lắm, cái trái nó cũng nhiều nữa. Rồi hoa nó nè. Mà cái này nó sống dai lắm, cái chặt cái rễ để đó không chơi lên nữa. Cái này mình bứng vô mình làm kiển đẹp lắm anh Hải. Đúng rồi. Ở ngoài mấy cái chỗ bán kiển có cái lá nhỏ xíu á. À. Có cây kiển lá nhỏ xíu mà bông đẹp lắm. Ồ, bên đây quá trời bông luôn. Giờ anh Hải anh đi vệ sinh hồ nè, anh lụm mấy cái lá dơ nè. Cái hồ này nhìn vậy thôi chứ anh Hải anh đứng tới đầu gối anh á, mình chắc tới ngực à. Còn nhiều cá không anh Hải? Vài chục con à. Tại bữa hổm cái đợt mưa quá nhiều á, nó bị cay mắt nó chết. Chết một số. Uổng quá trời hen. Mà cá bự không lựa chứ cá bự chản chết rồi. Uổng cái ghê luôn. Ở dưới anh Hải lúc nào cũng bông hoa, ong bướm chập chờn hết. Cái cây bông ổi á Tường An, trời sáng là hả? Trời ơi. Bướm nó bay sao mà thấy sợ luôn hả? Trời ơi. Sáng sớm là bướm nó bay dữ lắm. Bông ổi á. Ôi anh Hải, bầu trời hôm nay đẹp thấy ghê luôn, anh nhìn lên kìa, xanh ngắt ha. Ôi tự nhiên nay xuống anh Hải trời đẹp quá trời luôn nè. Có mấy đám mây nữa ha. Ừ. Bông ổi này thơm lắm nè cả nhà. Cái cây bông ổi này á, theo mình được biết á, thì cái nhà mình mà có chuột xạ, mình hái cái bông ổi này mình để ngay cái đường mà con chuột nó chạy qua chạy lại á, là nó không có dám vô ăn nữa. Nó không có dám đi ngang đường nữa. Chuột nó kỵ với cái mùi bông ổi này nè. Cái bông ổi dễ trồng hết rồi anh. Dạ nó mau lớn anh Hải. Lúc nào cũng có ong bướm chập chờn hết á. Đã ghê á. Cái cây bông ổi này là màu vàng với màu hồng. Còn anh Hải có nhiều loại khác nữa. Để mình tìm mình quay cho cả nhà xem. Đây cái cây này màu khác nữa nè cả nhà. Cây này là cái cây bông ổi màu hồng mà đậm với màu vàng nè. Hồi nãy là màu hồng nhạt, cái này hồng đậm. Đây là cái cây bông ổi màu vàng tươi luôn nè cả nhà. Mình xuống nhà nãy là mình thích nhất là đi ngắm bông hoa nè, quá trời luôn. Anh nãy anh trồng nhiều loại lắm. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip sau.